bự không? Đó đó đó, nó nhịp nhịp rồi kìa. Đó. Cốt này theo lực nước ngoài thả nè cậu. Móc ngoài móc vô á. Ừ, tép cốt tưởng nó dính cá. Tép cũng mạnh ghê này. Câu rồi chứ mình là kiếm cá bông lau rồi mọi người. Đây là đường câu chạy nha. Lù đù. Lù đù nó móc rồi lỗ mũi. Lại là con này nước ngoài rồi hả? Con thứ hai nè. Dính được con cá này là bự nhất nha anh chị. Hồi nãy mình mượn cháu mình nó quay giùm, giờ kéo câu xong rồi mình quay nè, nó cháu mình nó cầm cá nè. Chết luôn. Đây, đây là con cá sủ. Nhưng mà không phải cá sủ vàng nha anh chị. Sủ bạc. Cá sủ bạc. Sủ này không có nhiều tiền, mình về mình ăn thịt thôi. Sủ vàng mới nói về lụm tiền. Cá nhỏ thì được nhiêu đây? Cá phèn, cá út, cá lù đù. Cảm ơn anh chị đã xem video của mình. Xin chúc cho anh chị nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo nha anh chị. Anh chị đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh chị. Rồi xin chào.